Thật sự thì bản thân em là một người khá sôi động ở ngoài, em khá sôi động nhưng mà em rất là khó bắt chuyện với bạn bè, với mọi người xung quanh. Và bản thân em cũng rất là ít bạn. Nhưng mà khi mà em được bắt cặp với lại bạn Thảo thì em cảm thấy là một người mình có thể đưa ra nhiều ý kiến. Em đưa bất cứ một cái idea nào thì bạn cũng chấp nhận và bạn làm hết sức mình. Và em cảm thấy như bạn tận hưởng những cái khoảnh khắc mà hai đứa em được múa cùng nhau, được vượt qua những cái thử thách cùng nhau. Và em hy vọng nếu mà em và bạn Thảo cùng được tiến vào vòng trong nữa thì chắc chắn là tụi em sẽ không làm cho các anh chị và tất cả mọi người ở đây thất vọng ạ. Chào mừng Lê Thị Thu Nga. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kix Việt Nam. Mình khẳng định là thời khắc mà mình công bố mình vẫn tự tin là mình là người bước tiếp. Nhưng mà khi mà đọc tên bạn Thảo thì mình cảm thấy một người bạn, là một người bạn đồng hành của mình là được. Tại vì mình có thời gian luyện tập với bạn ấy, mình cảm thấy bạn ấy xứng đáng dù ai vào hay không thì cả hai đã rất là cố gắng rồi và đó là mình hát lên. Kix Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán Kix, two friends cùng bạn đầu tư thành công.